À vâng, thưa quý vị và các bạn, thì hôm nay tôi cũng vừa mới nhận được một viên pin Dell. Viên pin này sử dụng cho máy Dell 7559 và có dung lượng là 74W. Thì với số vôn là 11,4V và 74W thì dung lượng của viên pin này khoảng 6.500 mAh. Đây rồi, nếu mà soi kỹ thì tôi có thể thấy là 6.480 mAh, và với dung lượng là 6.480 mAh thì nhà sản xuất họ đã trang bị cho viên pin này là 6 cell pin, và 6 cell pin này đang bị phồng rất là to. Đấy, quý vị có thể nhìn thấy rằng là toàn bộ cái phần phía dưới này nó đã bị toạc và nó đã nở ra rất là to rồi. Và với 6 cell pin thì thời gian sử dụng cũng sẽ rất là lâu, gần như là được 5-6 tiếng. Mặc dù là chiếc máy Dell 7559 sử dụng chip i7 và có card hình rời. Rồi thì bây giờ tôi sẽ tháo viên pin này ra xem là thế nào nhé. Pin sắt này thì nó khá cứng, và bản thân những cell pin này là cái khung cho viên pin luôn. Đấy, cái giấy này thì trước đó thì cũng đã bị rách rồi. Mặc dù là tôi tháo rất là cẩn thận nhưng mà không tránh khỏi là nó bị rách. Nhưng mà tôi chỉ cần giữ cái mặt trước này thôi. Vâng, viên pin này tháo cũng khá là dễ. Đây rồi, viên pin phồng lên và nó đẩy rách luôn cả cái phần nhựa ốp ở phía dưới. Phía trên thì đang còn rất là lành lặn. Tách những cái viên pin này thì cần phải hết sức cẩn thận, bởi vì pin sắt này thì nó dễ bị chạm khi mà chúng ta tách ra khỏi mạch. Vâng, thưa quý vị, đây là toàn bộ mạch của pin sau khi tách ra khỏi phần cell pin này, và đây là toàn bộ 6 cell pin. Mời quý vị cùng xem. Vâng, thưa quý vị, để thay 6 cell pin cho viên pin Dell 7559 này thì tôi sẽ sử dụng những viên pin sắt. Ở đây thì tôi có rất nhiều nhưng mà tôi chỉ mang ra một ít thôi. Cái hộp này nó to quá, không mang ra hết được. Và quý vị có thể thấy là ở đây là toàn bộ những viên pin sắt này của tôi là pin mới, và có kích thước và dung lượng tương đương với 6 viên pin cũ này. Đấy. Đây, quý vị có thể nhìn sơ bộ là chiều cao nó đã bằng nhau rồi. Đây, quý vị có thể nhìn thấy là chiều cao và chiều ngang nó đang rất là bằng nhau. Thì bây giờ tôi sẽ chọn ra 6 viên pin có điện áp bằng nhau để tôi thay cho 6 viên pin này. Và quý vị lưu ý rằng là cả 6 cell pin này thì cái phần mà để không như thế này, phần vỏ này là cực dương, và cái phần này là cực âm. Cho nên là chúng ta phải cách điện, cách nhiệt hết sức kỹ càng. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành dán giấy cách điện cho 6 cell pin này. Vâng, thưa quý vị, để đảm bảo cho cái độ hiệu quả của miếng dính cách điện cách nhiệt thì khi quấn tôi sẽ quấn ra ngoài mép của viên pin một chút, khoảng nửa ly hoặc một ly, thì nó sẽ ôm hẳn ra ngoài thì nó sẽ cách điện tốt hơn. Thì cả 6 viên pin này tôi đã quấn cách điện cách nhiệt xong rồi, thì bây giờ tôi sẽ vào khối như thế này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là khối pin 6 cell mà tôi vừa mới vào xong. Thì bây giờ tôi sẽ đi dây cho khối pin này vào với mạch. Và vì viên pin này có công suất rất là lớn cho nên là tôi sẽ sử dụng dây ameang chống cháy loại to. Thì cái dây màu xanh này tôi thường sử dụng thì nó cũng là chống cháy nhưng mà nó nhỏ hơn nha. Với viên pin công suất lớn thì tôi sẽ dùng loại to như thế này. Ở đây thì tôi sẽ thử dây chống cháy cho quý vị xem nhé. Thì dây này khi dí vào đây thì không xi nhê gì, phần nhựa này vẫn còn nguyên.
Và máy hàn thì đang nóng nha quý vị. Đây này, máy hàn thì đang rất nóng và dây thì không hề hấn gì. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau khi mà gắn dây cho khối pin 6 cell này thì tôi sẽ mời quý vị xem lại một lượt. Đây là toàn bộ dây ameang chống cháy và chịu được dòng điện cao. Thì tôi đã đấu ra thành 4 dây. Và bây giờ để cho an toàn thì tôi sẽ dán hai lớp cách nhiệt cách điện lên bề mặt này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì tôi cũng đã dán cách điện cách nhiệt lên bề mặt của toàn bộ 6 cell pin này. Và quý vị có thể thấy rằng là nó hơi xấu một chút. Nhưng mà quan điểm của tôi là an toàn thì nó vẫn hơn là thẩm mỹ. Cho nên là tôi vẫn quyết tâm là dán hai lớp để cho nó yên tâm hơn. Rồi thì bây giờ tôi sẽ xử lý cái phần mạch. Thì phần mạch này thì tôi sẽ đấu lại cái cầu chì ở phần này. Thì hôm nọ có một số bạn để thắc mắc là mạch của nó làm sao thì để nguyên như vậy, chứ đấu lại làm gì. Thì nhân đây thì tôi cũng sẽ nói luôn là cái cầu chì này thì khi mà viên pin xảy ra sự cố thì thông thường nó sẽ ngắt luôn, hoặc là sau khi chạy phần mềm xong quý vị sạc xả một hai lần thì nó cũng sẽ ngắt. Cho nên là để tránh cái việc mà mất công tháo ra để làm lại thì tôi xử lý luôn. Đây rồi thưa quý vị, đây là phần cầu chì mà tôi vừa mới đấu xong. Thì tôi chỉ cần đấu tắt hai cái phần này lại với nhau là được. Rồi thì bây giờ tôi sẽ kết nối cái mạch pin này vào với khối pin. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy thì tôi cũng vừa mới kết nối 6 cell pin này với mạch. Thì quý vị có thể nhìn thấy rằng là ở phía dưới bề mặt này tôi đã dán hai lớp cách điện gắn nhiệt, và ở phía trên mỗi đầu dây này tôi cũng quấn một lớp nữa. Vì sao tôi lại cẩn thận như vậy? Bởi vì đối với máy Dell 7559 thì cái phần khuôn nó rất là sát, và khi chúng ta lắp viên pin vào nó rất là vừa, đôi khi thì hơi kích một chút, và khi kích thì cái phần mạch này nó sẽ tì rất là chặt xuống phía dưới của viên pin này. Bởi vậy cho nên là tôi đã cách điện cách nhiệt để tránh những cái trường hợp mà không may xảy ra. Rồi thì bây giờ tôi sẽ chạy phần mềm cho viên pin này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy thì tôi cũng vừa mới kết nối viên pin Dell 7559 vào với hệ thống phần mềm. Và đây là toàn bộ thông tin của viên pin. Thứ nhất là sức khỏe của viên pin trước đó đang là 59%. Thứ hai là viên pin này trước đó đã bị khóa dòng xả dòng sạc. Đấy, đã sạc xả 136 lần. Thì tại cái phần dung lượng của pin, quý vị đang thấy có giá trị là 7400. Thì ở đây đang là 7400 mAh nhá. Nó tương đương với 74W. Và bây giờ thì tôi sẽ chuyển sang phần miliampere giờ. Thì tôi sẽ kích vào cái nút này thì nó sẽ có giá trị là 6491 miliampere giờ. Và viên pin này đã được sản xuất từ tháng 9 năm 2016. Và sau khi thay 6 cell pin mới xong thì ở đây điện áp của ba cặp cell đang rất là đều nhau, 3881 và 3882. Và bây giờ để reset cho viên pin này thì trước tiên tôi sẽ mở khóa lần thứ nhất. Thì viên pin 7559 này tôi đã đóng 6 cell pin, có nghĩa rằng là tôi đã thay 6 cell pin y như zin của nhà sản xuất. Cho nên là tôi sẽ chạy phần mềm về gốc luôn. Vâng, phần lớn các viên pin là tôi sẽ ghi cái phần mềm gốc của nhà máy lên. Nhưng mà viên pin này thì đang còn những 59%. Cho nên là tôi sẽ chỉnh sửa thủ công. Đây, tôi sẽ dán ngày tháng ngày hôm nay vào. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024 quý vị ạ. Và mã bảo hành của tôi vào đây. Sau khi chỉnh sửa xong dữ liệu thì tôi sẽ chuyển sang phần cập nhật hóa chất. Thì với viên pin mà tôi thay cell khác thì tôi sẽ cập nhật hóa chất theo cell mới. Tuy nhiên rằng là viên pin 7559 này tôi đã thay cell zin, cho nên là tôi sẽ lấy phần hóa chất của cell cũ luôn. Đây rồi, nó tương đương với dung lượng là 3650 mAh và có điện áp sạc đầy là 4,35V. Và bây giờ thì tôi sẽ bật phần test lên để kiểm tra. Vâng, đây rồi thưa quý vị, như vậy là sau khi mà reset phần mềm xong thì nó đã mở dòng rồi. Và sức khỏe của viên pin hiện tại đang là 100%. Ở đây tôi sẽ kích sang cái phần này để quý vị nhìn rõ hơn cái phần mà dung lượng của viên pin.
vẫn là 6.491 mAh. Thì ở đây là tôi đóng 6 xeo pin zin, cho nên là tôi sẽ chạy phần mềm về zin luôn. Và bây giờ thì tôi sẽ xả thử. Vâng, đây rồi thưa quý vị, tại phần current này có giá trị là -1000, có nghĩa rằng là viên pin này đã xả ok rồi nha. Bây giờ thì tôi sẽ sạc thử. Vâng, phần này có giá trị là -1001, nghĩa là đã sạc cũng ok rồi nha. Rồi thì bây giờ tôi sẽ lắp viên pin này lại và trả về cho khách. Vâng thưa quý vị, sau khi mà reset phần mềm xong thì bây giờ tôi sẽ lắp lại hoàn chỉnh cho viên pin này. Thì ở phía dưới thì như quý vị đã thấy rằng là tôi đã bọc rất là kỹ lớp cách điện cách nhiệt. Và đây là phần nắp phía trên của viên pin. Thì khi mà tôi lắp vào, khi viên pin đã lắp chuẩn rồi thì khi đặt vào nó sẽ đẹp y chang như thế này luôn nha. Nó rất là khít luôn. Đấy quý vị có thể nhìn thấy cả bốn góc bốn cạnh đều ôm rất là vừa. Cái việc mà lắp pin zin thì nó rất là chuẩn rồi thưa quý vị. Vâng, và phần giấy cũ của viên pin nó cũng rách khá nhiều, cho nên là tôi dán vào đây với cái phần đề can để cho nó đảm bảo cái thẩm mỹ và nó cũng kín cái viên pin này luôn. Và sau cùng thì tôi sẽ dán lại cái phần đề can zin của nó vào đây. Xong rồi thưa quý vị, nói chung là nó cũng chỉ được như thế này là hết cỡ rồi. Và viên pin này tôi khẳng định với quý vị rằng là chạy rất là trâu nha. Hôm trước có một anh khách phản hồi lại là chạy được trên 5 tiếng. Và với một chiếc máy chạy i7 có cạc rời mà chạy trên 5 tiếng thì tôi đánh giá rất là khỏe rồi. Và nhân đây thì tôi cũng sẽ nhắn nhủ với quý vị rằng là nếu như mà quý vị nào mà có pin laptop bị hư, bị hỏng, bị phồng hay là thời gian sử dụng ít, thì quý vị hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại 0969 988 500. Thì số này tôi cũng sẽ dùng Zalo. Thì tôi sẽ tư vấn và tìm ra hướng xử lý cho quý vị. Và nếu như quý vị nào mà muốn đóng lại xeo pin thì quý vị hãy gửi cho tôi. Tôi làm xong thì tôi sẽ gửi quý vị qua đường bưu điện. Và video của tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị và các bạn trong thời gian qua đã theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của tôi. Thì quý vị nào xem kênh mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh và nhấn chuông để xem những video tiếp theo của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Tạm biệt quý vị.